Đây là mặt trước của căn nhà quý vị nha. Căn này là ngang 4 mét rưỡi, dài 22 mét, một trệt, hai lầu, 4 phòng ngủ, hướng nam Đây nha. là khu vực phòng khách. Đấy, lối thoát hiểm ở đây. Sau này thì khi mà nhà người ta xây hết hai bên thì sẽ là một cái lối thoát hiểm bê tông ở đây. Lối thoát hiểm hai bê tông của hai nhà ở đây. Đây là phòng ngủ ở phía sau. Tất cả 4 phòng ngủ này đều có nhà vệ sinh bên trong, rất là thuận tiện sử dụng. Nhà vệ sinh của chúng ta thì có thể làm được cái vách ngăn kính ở bên trong nha. Ban công ra ngoài phía trước này quý vị. Cây xanh rất là đẹp luôn, khu này được đầu tư rất là bài bản và view rất là đẹp luôn. Đây, đằng trước của chúng ta là những căn nhà xây theo khuôn mẫu này. Đó, phía này là khu shop house, còn phía đối diện này là hồ cánh sen. Một căn nhà trong khu đô thị 5 sao, ngang 4 mét rưỡi, dài 22 mét, hai mặt tiền luôn, mặt trước, mặt sau. Và đặc biệt là đang bán với giá cực kỳ rẻ luôn, rẻ hơn so với những căn khác hơn 500 triệu luôn quý vị nha. Chủ đang cần tiền nên là bán gấp, chủ này rất 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 cần tiền luôn. Và cam kết luôn căn nhà này là rẻ hơn thị trường 500 triệu. Quý vị hãy theo dõi hết video và nhớ đăng ký kênh để săn những cái hàng ngộp bên Huy nha. Let's go. Đây là mặt trước của căn nhà quý vị nha. Căn này là ngang 4 mét rưỡi, dài 22 mét, một trệt, hai lầu, 4 phòng ngủ, hướng nam nha. Căn này đằng sau nó có một con đường thoát hiểm 4 mét nữa. Đây là căn nhà rất là tuyệt vời. Căn nhà này là căn nhà riêng lẻ nha, chung không chung tường, không chung vách nha. Hai căn này là xây khác nhau. Vì ở đây là khu 5 sao này xây theo mẫu nên là quý vị thấy cái nhà nó sẽ giống nhau, nhưng mà thực ra là tất cả là đều riêng lẻ hết, không có chung tường chung vách. Và lề đường trước nhà của chúng ta là 5 mét nha, đậu xe hơi thoải mái luôn. Đường trước nhà của chúng ta hiện tại là con đường này là 9 mét quý vị nha. Một đường là thông ra cái hồ cánh sen và một đầu là thông ra shop house nha quý vị nha. Đây là vị trí rất là thuận lợi. Và quý vị có thể thấy đấy là rất là nhiều anh chị ở khu vực Sài Gòn về đây ở này, xe người ta đậu này rất là nhiều luôn. Thì căn này thì ông anh của Huy đang cần bán với giá cực kỳ rẻ luôn để giải quyết công việc nha. Ở đây thì nó có mặt trước mặt sau luôn, mặt sau là có con đường thoát hiểm 4 mét nữa, lát nữa Huy sẽ quay cho quý vị xem. Và đây là con đường trước nhà chúng ta, hai bên lề đường đều rất là rộng rãi, thuận tiện cho chúng ta buôn bán kinh doanh bị. Và dân cư ở trong này cũng rất là đông rồi. Khu này thì rất là nhiều các cái tiện ích nha, từ trường học, shop house, các cái công viên, rồi những cái thể dục thể thao vui chơi giải trí đều rất là nhiều luôn, kể cả có bệnh viện luôn. Đây Huy sẽ đi vào căn nhà của chúng ta đây quý vị nha. Đây là lề đường trước nhà của chúng ta đây, lề là 5 mét quý vị nha. Và ở đằng trước này là gồm một trệt, hai lầu nha, một sân thượng ở trên nữa. Nhà thì có hai lớp cửa, lớp cửa cuốn ở bên ngoài và lớp cửa kính ở bên trong nha quý vị nha, kính cường lực bên trong. Bây giờ thì Huy sẽ đi vào ngay cái phòng khách của căn nhà đây. Đây là khu vực phòng khách. Phòng khách này được ốp nhựa từ dưới lên trên luôn quý vị nha. Và phòng khách này với bếp là có cái hai cái bậc để phân biệt nha. Phòng khách này có chiều dài vô khoảng 4 mét quý vị nha. Căn này là ngang 4 mét rưỡi, dài 22 mét nha. 4 mét rưỡi 22 mét. Rồi tiếp theo phòng khách là sẽ tới khu vực bếp. Từ đây xuống bếp rất là dài quý vị. Cầu thang thì đặt sát bên nên là căn nhà nhìn cũng rất là rộng rãi và sử dụng hết không gian luôn quý vị. Phòng bếp này từ chỗ này đi xuống rất là dài luôn. Nhà vệ sinh được đặt ở ngay dưới chân cầu thang để tiện sử dụng. Và diện tích nó cũng rất là nhỏ gọn cho nên là cái diện tích mà mình sử dụng được rất lớn nha. Đây là không gian của bếp. Ở đây chúng ta có thể kê được những cái bàn ăn lớn dành cho gia đình luôn. Nhà có tiệc tùng thì cũng rất là nhiều người có thể ngồi được luôn. Tủ bếp trên và tủ bếp dưới. Khu vực bếp đây là bằng đá hoa cương và chúng ta sẽ có những cái bếp âm ở đây. Chủ đang cần bán cực kỳ rẻ luôn, rẻ hơn thị trường 500 triệu nha, cam kết là rẻ nhất trong này luôn. Khu vực sân sau này là khoảng 4 mét nha quý vị nha. Chiều ngang của căn nhà là 4 mét rưỡi. Và sau cái khu vực sân sau này thì có một cái lối thoát hiểm ở đây. Sau này thì khi mà nhà người ta xây hết hai bên thì sẽ là một cái lối thoát hiểm bê tông ở đây. Lối thoát hiểm hai bê tông của hai nhà ở đây. Lối thoát hiểm này sẽ đi được xe hơi luôn nha. Còn hiện tại thì dân cư người ta đang tận dụng để trồng cây ở phía sau này. Đây là view nhìn từ phía sau như quý vị nha. Rồi đây là cái sân sau của mình. Đó, nhà của mình có lối đi trước, lối đi sau luôn. Đây là khu vực phía sau. Trên thì có hai tầng. Ở trên thì có mỗi tầng có hai phòng ngủ, tổng cộng là 4 phòng ngủ. Đây là quý vị thấy là view nhìn từ đằng sau, nhìn đằng trước, căn nhà rất là dài quý vị ạ.
và hướng nam, đằng sau là hướng bắc, nên là gió rất là thông luôn, rất là đẹp luôn nha. Gió thông thông từ dưới lên trên, cực kỳ mát luôn. Đây là view của phòng khách nhìn từ trong nhìn ra này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ lên cầu thang ở trên này. Cầu thang làm bằng đá hoa cương cực kỳ chắc chắn luôn. Lầu 1, lầu 2 thiết kế y chang như nhau luôn. Đây là lầu 1 của căn nhà. Đây là phòng ngủ ở phía sau. Tất cả 4 phòng ngủ này đều có nhà vệ sinh bên trong, rất là thuận tiện sử dụng. Nhà vệ sinh của chúng ta thì có thể làm được cái vách ngăn kính ở bên trong nha. Và nhà vệ sinh này làm kính cường lực trong suốt. Phòng ngủ cũng rất là lớn, tiện lợi cho gia đình. Phòng ngủ này trên 30 m². Và đằng sau này chúng ta có ban công đi ra ngoài, rất là thoáng. Thì nếu quý vị nào chưa biết khu đô thị 5 sao này thì khu này nó cách chợ Bình Chánh khoảng 4 cây số quý vị ạ. Đây, xung quanh là dân cư người ta đã ở kín rồi. Và căn này cực kỳ rẻ nên là Huy mới giới thiệu cho quý vị nha. Thì trong này hiện tại giá nhà cũng rất là cao rồi, nhưng mà căn này là bán giá rất là rẻ luôn. Quá rẻ luôn quý vị ạ. Lát nữa Huy báo giá cho quý vị nha. Thì Huy muốn quay hết căn nhà, sau đó là báo giá cho quý vị. Căn nhà này giá rẻ hơn thị trường, cam kết ít nhất là 500 triệu là rẻ hơn thị trường đó. Mỗi tầng là có cái CB điện riêng này quý vị nha. CB điện. Rồi, đây là cái phòng ngủ đằng trước này. Đây, nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ này cũng khoảng 30 m². Nhà vệ sinh của chúng ta đây. Ở trong chúng ta có thể làm cái vách ngăn kính lên nha. Đó. Rồi, phòng ngủ này. Đằng trước chúng ta có cửa sổ mở ra ngoài, giúp cho căn phòng nó thoáng không khí ha. Đây quý vị nhìn cái view, nhìn từ ngoài nhìn vào trong này. Nhà vệ sinh. 4 phòng ngủ đều có nhà vệ sinh khép kín bên trong luôn. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ lên lầu 2 của căn nhà thưa quý vị. Đó. Này. Ở đây. Bậc thang làm bằng đá granite rất là lớn luôn nha và dày quý vị. Đó. Nhà rất là chắc chắn quý vị ạ. Đây là lầu 2 của căn nhà. Lầu 2 này thì cũng y chang như lầu 1 quý vị. Này. Nhà vệ sinh bên trong, phòng ngủ giống luôn. Và phía sau này cũng có ban công ra ngoài phía sau này. Nhà này đã có sổ hồng riêng quý vị nhé. Hỗ trợ vay ngân hàng luôn. Đó. Ngang 4 m², dài 22, công nhận đầy đủ luôn nha. Công nhận 99 m². Phía sau này có một cái lối thoát hiểm nha. Sân sau này, sân sau là tới cái lối thoát hiểm. Thì hai nhà cách nhau nó khoảng tầm 8 m quý vị nha. Khoảng không giữa hai nhà này. Rất là lớn luôn. Đây quý vị thấy một con đường này này. Con đường này là chính là cái con đường nó sẽ làm cái lối thoát hiểm sau này. Nó sẽ đổ bê tông làm cái lối thoát hiểm sau này. Đây trong khu 5 sao đây quý vị, rất là nhiều nhà rồi. Ở đây thì xây theo kiểu mẫu. Xây theo kiểu mẫu đồng bộ. Đây là một cái khu sau này rất là đẳng cấp luôn. Vì thấy là bên nước ngoài thường là người ta sẽ xây theo cái kiểu mẫu này. Đó. Tiếp theo là không gian phòng ngủ phía trước này. Ở đằng trước này thì chúng ta có cái ban công ra ngoài. Đằng trước nhà vệ sinh thì ở bên trong này. Đó. Ở đây, đây là lầu 2 này thì ở đây có cái ban công ra ngoài nha. Đây là ban công ra ngoài phía trước này quý vị. Đó. Cây xanh rất là đẹp luôn. Khu này được đầu tư rất là bài bản. Bởi vì khu này tương lai sẽ là 400 hectare. View ra hồ cánh sen được luôn nha. Có cái hồ ở đây này. Và một đường thông luôn quý vị, có thể tiện buôn bán kinh doanh sau này. Quý vị mua về có thể cho thuê. Ở đây thì căn này với giá đang cho thuê khoảng 10 triệu một tháng quý vị ạ. Những căn trong này đang cho thuê khoảng 10 triệu một tháng. Cái chỗ hành lang này, chúng ta có thể để bàn ngồi đọc sách ở đây, hoặc là mình trồng thêm cây kiểng, hoặc là để những cái tủ đồ ở đây. Đó. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ lên lầu 3 của căn nhà. Chỗ này có một cái giếng trời. Đó. Nãy giờ Huy không có bật điện, ở đây có giếng trời làm ánh sáng cho căn nhà luôn. Ở đây quý vị thấy là những cái bậc thang đá granite này rất là bự luôn, không có bị chia cắt ra. Nên là bước đi cũng rất là dễ. Đây, Huy quay cầu thang cho quý vị xem này. Ở đây là lầu 3 của căn nhà đây. Ở trên đây thì đây có một cái phòng ở phía sau này. Phòng này là phòng giặt nha. Phòng giặt, phòng thờ quý vị nha. Ở đây có cái phòng. Đây là phòng giặt này. Có sẵn
ống nước chờ ở đây hết rồi. Cho nên ở phía sau này có cái sân sau, sân thượng ở phía sau này nhỏ nhỏ thôi, khoảng 3 mét ra ngoài phía sau. Đấy, view đằng sau này, view full 5 sao này quý vị. Khu này rất là bình yên và an ninh nha, có bảo vệ canh rất là cẩn thận. Xa xa có những cái căn nhà biệt thự, rất là dân cư rất là VIP luôn. Ở những người trong này đều là những người có tiền và có công ăn việc làm tốt. Ở đó là có một cái trường mầm non quốc tế dạy tiếng Anh chuẩn Cambridge sau này. Còn ở trên đây là cái mái nhà này quý vị. Trên đây mái nhà và đổ bê tông luôn nha. Trên đây thì để những cái đồ kỹ thuật ở trên đó. Rồi, tiếp theo thì Huy sẽ đi ra ngoài phía trước này. Đây, ngoài phía trước này thì chúng ta có thể làm cái phòng thờ ở đây nếu mà gia đình nào thờ cúng nha. Đó. Rồi, cái sân thượng ở phía trước đây. Đây là sân ở phía trước. Mở cửa ra thì không khí rất là mát luôn. Đó. Và view rất là đẹp quý vị ạ. Đằng trước của chúng ta là những căn nhà xây theo khuôn mẫu này. Đó, phía này là khu shop house. Còn phía đối diện này là hồ cánh sen. Căn này là hướng nam quý vị nha. Sổ hồng riêng có sẵn luôn và đang bán với giá cực kỳ rẻ. Do là bên mình cần tiền xoay sở rất là nhiều nên là bán với giá cực kỳ rẻ. Thậm chí là bán lỗ luôn so với thời điểm trước đây mua luôn nha. Đó, đây là hồ cánh sen. Buổi chiều thì rất là nhiều người đi du lịch. Quý vị thấy con đường này cũng rất là đẹp quý vị nha. Đây. Con đường thẳng tắp luôn và xe hơi đậu hai bên luôn, rất là đẹp luôn. Và quý vị ơi, Huy vừa review xong căn nhà này. Bây giờ Huy nhắc lại một số thông tin và báo giá cho quý vị nha. Căn này là ngang 4,5 m, dài 22, có 4 phòng ngủ, 1 trệt 2 lầu, 1 tum, 1 sân thượng đó. Giá đầy đủ của căn này chỉ có 4 tỷ thưa quý vị nha, 4 tỷ cho căn nhà này. Ở trong này là người ta bán tới 4,5 tỷ, 4 tỷ 6, 4 tỷ 7 được quý vị. Nhưng căn nhà này chỉ bán với giá là 4 tỷ thôi, cho nên là giá cực kỳ hời. Những cái lô đất ở trong này người ta bán đã 3 tỷ được quý vị nha. Mà 1 tỷ thì quý vị không thể xây được một căn nhà như vậy đâu. Cái giá xây như một căn nhà này ít nhất là khoảng 1 tỷ 6 ở thời điểm hiện tại. Và căn nhà này đang bán với giá cực kỳ rẻ luôn nha. Đường xá trước nhà rất là tuyệt vời luôn. Đây là cái hạng mục bên Huy đang cần bán ra. Nếu quý vị nào quan tâm hãy liên hệ với Huy nha. Nhớ đăng ký kênh để săn những cái hạng mục sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.